Rồi, xin kính chào tất cả mọi người. Hôm nay đã trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio. Và trong clip ngày hôm nay sẽ là một siêu phẩm, một ấn phẩm đặc biệt đến từ một thương hiệu của Nhật. Cặp loa được người chơi Việt Nam gọi là mắc nhất trong dòng loa Nhật anh em. IL Acoustics. Thì cái thương hiệu này nó không có nhiều này. Và đặc biệt đây, cái model CS28 này thì hầu như mới là một cặp thứ hai thứ ba gì tại Việt Nam thôi. Cái model này không có này. Đây Khôi sưu tầm rất là lâu thì mới có nè nha, gọi là đấu màng á, tại vì nếu mà mình mua thẳng thì bên Nhật thì không bao giờ mua được vì nó rất là mắc ha. Đây nè, đây là kèn gang này ha, kèn này là kèn gần 4 tấc luôn ha, bát 30 thì nó là 4 tấc rồi đó. Rồi chung kèn luôn, cùng kèn gang luôn ha, chép kèn luôn, có hai cái cốt chỉnh dài trên hai lỗ hơi, thì nói là dòng công suất nhỏ nè, nhưng mà sao vì nó thiết kế thiên về cái dạy trên á, nên nó phải có hai cái lỗ hơi thoát tiếng ha. Cái căn của nó còn rất đẹp đây, còn tem đều đủ ha. Đây mình cùng xem zin của nó nha. Rồi đó, thùng rất là đẹp này, chiều cao của nó thì khoảng cỡ 74 ha, sâu 42 rồng 44, rất là nặng luôn, rất là nặng luôn, rất là đẹp luôn, siêu đi liền kề này. Đấy, những cái cục loa mà Khôi hay sưu tầm là có thích những cái bản siêu liền kề ha, tuyệt phẩm tuyệt vời luôn. Đấy. Thì chắc không phải tháo ra để cho anh em cùng xem được cái phần rụt gan bên trong nha. Đó, vì những cặp này là những cặp loa cực kỳ hiếm nên là mình sẽ tháo cho anh em cùng xem. Đây giờ nói trước cái thông số này, CS28 này, horn speaker system này, đó là thiết kế loa dạng horn ha, trợ kháng 8 ohm này, công suất 30W ha, music power, made in Japan, IL Acoustics, Seolis United. Và ở đây nè, nó có ba dải ha, ba dải nè, có nghĩa là nó sẽ có loud này, bass, mid, trung và hai là chép. Mình có thể tắt, mình lấy từng dải một, còn bên này là full này, mình nghe đầy đủ ha, và có cái công tắc gạt. Rồi thì vài thông tin gửi đến em như vậy thì chắc chắn rồi nè, công suất có 30W thì cặp này nó sẽ thiên về cái giai điệu tiết tấu, thì nó sẽ phục vụ cho những người đã đạt đến được những cái cấp độ level cao, có nghĩa là tai nghe của mình nó đạt đến những cái mức là thẩm âm nha, chứ nó không đơn thuần là một bản nhạc vàng. Đấy, Khôi nói cụ thể như vậy là để cho anh em tìm hiểu thêm, tham khảo thêm. Đấy, là Nhật bát 30 nhưng mà khá mắc so với mặt bằng chung. Nó cũng bát 30, cũng bát đường tiếng, nhưng mà JBL thì nó lại rẻ hơn cặp này rất là nhiều, mà cặp này thì nó lại mắc ha. Thì những năm trước anh em, nó là thuộc về động vật quý hiếm anh em, bán rất là cao nha. Có thời điểm là nó đã lên tới hơn 50 triệu này. Nhưng năm nay nó xuống dần này. Khi mà bão hòa hoặc là khi mà cái thị trường nó có nhiều á, thì cái mức giá đấu thì nó phải rẻ hơn thì về cạnh tranh á nha. Anh em cùng tham khảo. Bây giờ thì Khôi sẽ lột tháo cái đít ra một cái thôi nha, để cho anh em cùng xem thử để biết được cái cấu hình của nó, rồi sau đó Khôi sẽ test acoustic anh em cùng nghe nhé. Rồi ok chưa, đây cái bộ phần thành của nó còn rất là mới này, mới kinh khủng khiếp luôn ha. Đó. Mới. Đó. Ok rồi thì tủ là tủ nhôm ha, tủ nhôm có, tủ nhựa có. Đây nè, mình xem cái có hình một bát 30 thì cái phiên bản CS28 này là đời cũ móng nè, nó sẽ có đời của Anicon nữa, nhưng mà của Anicon này mới hơn, để cao hơn, không phải của Anicon là nó hay hơn, nhưng mà nó là tùy theo năm sản xuất. Đây một cái chép kèn và một cái chung kèn, cây kèn gang anh em, cái kèn này Khôi thấy ở trên thị trường á, có người tháo rời ra bán cái kèn này với mức giá là 25 triệu nha, là cái kèn này không á nha. Đó, nhưng mà Khôi ship về cái cặp loa này trong tình trạng đẹp xuất sắc zin toàn tập, và Khôi khẳng định với anh em, Khôi có ẩn bãi, ẩn đấu màng, không bán hàng bờ qua tay. Trên thị trường cũng có người bán, nhưng mà Khôi biết cái cặp đó là hàng bờ và thậm chí thu của ai luôn, nhưng mà người bán họ không nói, họ có thể bán rẻ hơn, họ vì họ đổi đồ, họ lời rồi nha. Rồi đó, để đây đã tháo ra hết rồi, bên này khỏi nè, tại vì hai bên nó cũng giống nhau quá nha. Rồi ok thì tại vì mình phải chớm hết ra thì mình mới tháo được, để cho anh em xem luôn ha, để clip sau có khỏi quay nha. Clip này quay hết rồi thì đây ok đó, cho anh em cùng xem. Đó, toàn bộ ở đây mình đã tháo hết rồi ha. Đó, thì
clip sau Khôi test thì Khôi sẽ không quay lại nữa. Rất đẹp, xuất sắc luôn. Thì với cái mức giá này so với các loa Nhật thì nó có thể là cao, tuy nhiên so với cái câu hình, so với chất âm thì chắc chắn nó sẽ không bao giờ cao. Anh em không phải phải lo ha, không phải bận tâm. Thì cái tùy theo người bán nè, cặp này Khôi ship về hơn 35 triệu nha, có nghĩa là giá tham khảo trên 35 triệu. Anh em nào chấp nhận với cái mức giá này, điều kiện tài chính cho phép và hài lòng với cái mức giá này thì liên hệ với Khôi để cùng giao lưu trên 35 triệu. Còn giá thực tế cụ thể thì anh em cứ alo, mình sẽ trao đổi cụ thể hơn nha. Rồi, và cũng qua clip này cũng rất mong tất cả là anh em chơi, khách chơi thì tư vấn giúp Khôi là với cái thông số, với cái loa này thì mình sẽ ghép với những âm ly gì. Vì cá nhân của Khôi cũng mới lần đầu gặp nên là cũng chưa, mới chỉ ghép thử 1-2 âm ly đèn thôi. Đó, nên là sẽ cần anh em tư vấn thêm nha. Rồi, Khôi xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Hẹn anh em những clip test tiếp theo. Hiên vắng giọt thơm cuối đông, trời chớt nắng vườn đây lá non, người lên tiếng hỏi người có không, người đi vắng về nơi bên zin nguyên bản tuyệt đối nha. Thì cái điều này Khôi cam kết nữa nè. Thì tùy theo cái sở thích của mọi người, mình sẽ lựa chọn một cái con âm ly phối ghép, có thể ghép với Class A, có thể ghép với 300B, ghép với A3 hay là ghép với đèn SE gì đó, tùy theo cái sở thích của mọi người nha. Mình tìm hiểu sẽ mình khai thác, nhưng mà cái dải tần nó rất là sâu và đặc biệt là tiếng kèn nó rất tuyệt vời. Nói chung là nhiều anh em đã đánh giá cao về cái dải trên của nó, kể cả so với các đàn anh luôn nha. Cặp này nó rất là dễ khai thác luôn. Khôi ghép có vài lần rồi.
bóng này là 86, 84 hoặc là 23 không được trải nghiệm rồi, nên là mình cảm nhận được hay. Nói về kèn là tuyệt vời ha, có thể là trên cơ cả anh test đấy chứ không phải đùa đâu nha. Rồi anh em tham khảo và lựa chọn ha, mức giá năm nay tốt so với các năm trước là gần chục triệu, nên là Khôi muốn là anh em tham khảo và các thứ rồi mới chơi nha. Và cái mức giá này tham khảo nha, trên 35 triệu nha, và nó chỉ có luân quân là từ 40 trở xuống thôi, chứ nó không có quá trên 40. Các shop họ vẫn bán trên 45, nhưng mà đó là chuyện của họ. Vẫn Khôi ship về đóng về rẻ thì Khôi bán rẻ nhé. Rồi xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Về giao dịch thì như thường lệ, ship code thì còn 30% nhé, còn phí thu hộ. Còn anh em tin tưởng thì chuyển khoản luôn, mình khỏi phải đợi tốn phí thu hộ nhé. Loa thì không bao ship. Trường hợp anh em mua cả bộ, cả loa âm ly thì chuyển khoản đầu thì Khôi mới ưu ái và bao ship nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại.